Rồi, xin chào mọi người nha. Thì bữa nay đây xuất viện về thì giờ này cũng có mà 8 mấy 9 giờ mọi người. Thì đây mở cửa ra thì đây thấy ốc sên nó bò ngay trước cửa sau nha mọi người. Thì đây cũng mới vừa hết bệnh đây thôi. Mình thấy vậy bây giờ mình cũng đi soi ốc sên bây giờ theo vô được vườn cao su để mình tìm gặp những gì mình quay cho mọi người xem luôn nha mọi người. Thì bây giờ là mình thấy trước đây là 2 con rồi mình lấy máy quay cho mọi người xem luôn. Đây là con ốc ốc sên gì nè phải không mọi người? Nhìn thịt dữ lắm mọi người. Nó lên con nữa nha mọi người. Mình cũng có trang bị cây đèn theo nữa mọi người. Loại ốc này nó hay cái chỗ mà ẩm ướt dữ lắm mọi người. Kìa trên đó con kìa mọi người. Trên cây. Đây. Mưa này rồi không có săn bắt gì được thôi mọi người. Thì bây giờ mình gặp mà ốc thì mình bắt ốc thôi mọi người. Có 3 con à. Loại ốc này nó hay gần gần nhà á mọi người. Giờ thì mình nói chung là mình chừng nào mình thấy đi. Rồi mình gửi ốc tại đây đi. Mình thấy rồi mình quay tiếp tiếp tới nha mọi người. Nè mọi người. Nào này con này. Trời mưa nó trơn quá. Nói chung là bữa nay có mưa không lớn nha mọi người. Thì có hơi mưa này nè, ốc nó hay xuất hiện ra lắm mọi người. Nè mọi người, mình gặp được cái tay nắm mối mồ côi nữa nè mọi người. Mà mình đi soi ốc mà mình đâu có cầm đồ theo đâu. Nhỏ mọi người, mồ côi nắm mồ côi này cứng à. Đó. Ê. Rất là thích mọi người ơi. À, bỏ chung đây đi. Mình nãy cứ đi ngang phút phớt ngang đây cũng như mình thấy có con tay nữa nè. Đây nè. Ừ, nó nở rồi mọi người. Ôi ôi rủ quá. Rủ rồi.
Nói chung là bây giờ đêm hôm mà mình đi sâu nè, mình gặp rồi mình quay được mọi người, chứ mình đi quay tiếp mình cũng không có biết mà có ốc hay là có nấm hay có gì không mọi người. Đây mình gọi đèn phía trước mình thấy cái tại nó mối rồi mọi người, nó nở rồi. Đây chà bá luôn dài. Ui à, được hai tay nó mối nha mọi người. Đây thành quả được có nhiêu nè mọi người, 2, 4 con à, với 2 tại 5 mối. Với em về tới đây nè, nó bò lên cái phi luôn nè, là được 5 con nha mọi người. Vô cái khu vườn cao su này mình đi hồi đi ngên nữa, mình dắt sao ma đi con khúc à, là đây quay lại nha mọi người, đây quay lại rồi đây không dám đi nữa, quá sợ. Đi trong cái vườn cao su cái cây nó rớt rồi lúc nào con nạn kia nó bay sợ khủng khiếp, tới giờ nổi gà mọi người. Nhớ là nếu mình nữa mình đi á, mình tư tưởng mình cắt sợ, nên bữa nay thì mình đi á, mình gắn đi chút xíu vậy á, rồi mình làm cái clip nào đó cho mọi người xem, rồi cái mai chiều mình có đi á, thì mình rủ thêm 1 người mọi người, chứ không dám đi lên nữa đâu, rất là sợ. Mình dán coi vòng vòng đây còn nào không mọi người. Hết rồi mọi người ơi, đi ên các sợ ma, nói tới nổi giống cục rồi. Bữa nay mới xuất hiện về mình còn yếu, mình quá sợ. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo đó mọi người.